Người đàn ông này thử thách nhảy xuống từ máy bay mà không mang theo dù, còn đắc ý nói mình sẽ còn sống thêm 62 năm nữa. Sau khi nhảy xuống, quả nhiên anh may mắn rơi vào một phi cơ khác. Sau đó anh điên cuồng làm trò tự sát, nhảy từ trên cây cầu cao xuống, may mắn được cứu bởi chiếc xe tải. Hóa ra vài ngày trước, toàn bộ nhân loại đã nhận được ngày chết của mình. Có người chỉ sống thêm được vài phút, chưa hoàn hồn đã bị xe tải đâm. Tin tức này đã làm chấn động toàn thế giới. Mọi người không thể làm ngơ. Người phụ nữ này chỉ còn 2 phút nữa. Bà cẩn thận làm mọi biện pháp để phòng, cuối cùng vẫn khó mà thoát chết. Từ đó mọi người không làm việc nữa, mà đều nghĩ xem làm sao sống quãng thời gian còn lại. Nhiều chiến trường cũng ngừng chiến, chiến sĩ đều trở về nhà với vợ. Hóa ra Thượng Đế là có thật. Ông già nát rượu này chính là Thượng Đế. Đầu tiên ông tạo ra Adam và Eve, sau đó là xã hội hiện đại ngày nay. Ông còn lập ra 718 phép tắc cho con người. Ví dụ như khi đồng hồ báo thức kêu, con người luôn muốn ngủ thêm 10 phút. Bánh mì rơi xuống đất đều là mặt nước hoa quả. Đồ làm rơi luôn là bát, đi xếp hàng luôn là hàng bên cạnh nhanh hơn. Vòng đấu thường thì có thể thắng nhưng vòng xếp hạng thì luôn thua. Lúc chán nản, ông còn tạo ra những sự cố giao thông, như máy bay rơi hay tàu hỏa bị trạch hướng. Một hôm, con gái Thượng Đế mở máy tính ra và thấy tất cả, liền nói chuyện với bố rằng ông thật xấu xa. Sau khi bị ông đánh một trận, cô quyết định rời khỏi đây, xuống nhân gian cứu thế giới. Cô học được từ anh trai mình là Chúa Giêsu, muốn cứu rỗi con người đến cùng, cần tìm 6 đồ đệ và viết lời di chúc mới. Như vậy sẽ đánh thức ký ức của mẹ và xây dựng lại thế giới từ đầu. Cô nhân lúc bố ngủ đã lấy chìa khóa đi, mở máy tính và gửi đi ngày chết của con người, và xuất hiện cảnh tượng ở đầu video. Thượng Đế lờ đờ tỉnh dậy, ông tức giận chạy tới phòng con gái, nhưng lúc đó cô đã thông qua máy giặt trong nhà, đến với thế giới loài người. Mới đến nhân gian, cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô quyết định biến người đầu tiên nhìn thấy thành một nhà văn, chính là kẻ lang thang tên Victor này. Sau đó ông cùng cô đi viết di chúc mới. Tập hợp, đồ đệ đầu tiên là một cô gái lai tên Omili. Rắc rối của cô chính là quá xinh đẹp, khiến 218 người đàn ông trong khu trọ đều muốn ngủ với cô. Khi cô ở khu trọ, ông già 84 tuổi cũng ái mộ cô, còn có cậu bé 11 tuổi. Nhưng đối với đa số phụ nữ, Omili lại là một cô trà xanh tiêu biểu. Dù cô có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cô lại không hề vui. Vì khi cô lên 7, một sự việc ngoài ý muốn đã khiến cô mất nửa cánh tay. Để cứu rỗi Omili, cô con gái Thượng Đế đã tạo ra một giấc mơ. Trong mơ có bàn tay biết nhảy múa. Omili cuối cùng đã gỡ bỏ được xiềng xích trong tim. Môn đồ thứ hai tên em Clonet. Cả đời ông đều bận bịu với công việc tầm thường. Cho đến năm 56 tuổi ông vẫn độc thân, không con cái. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống vô vị. Khi biết mình chỉ còn 12 năm để sống, ông vứt cặp tài liệu vào thùng rác, ngồi bất động trên ghế công viên. Cô con gái Thượng Đế sau khi tới đây, vẫy gọi một con chim nhỏ. Thấy chú chim bay lượn tự do trên trời, McDonald cuối cùng cũng mở trái tim. Theo cách chim đi xa, lúc này Thượng Đế cũng thông qua máy gặp tới thế giới con người. Khi tới liền bị tưởng là biến thái. Tới chỗ thùng rác nhặt đồ cũng bị đuổi đi, bị đưa vào bệnh viện. Ông còn lấy bánh của trẻ con, bị bà mẹ đánh từ phía sau. Quả nhiên luôn là mặt có mứt hoa quả bị rơi xuống đất. Khi xếp hàng thì hàng bên cạnh luôn nhanh hơn. Ông không chờ được nữa nhường lên phía trước hàng, liền bị đánh cho một trận. Ông mục lương thiện đã tới cản. Hóa ra toàn bộ chuyện này đều do Thượng Đế tạo ra. Bây giờ ông đã phải nhận trái đắng. Vị linh mục nhìn tượng Giêsu trước mặt và soi sáng cho ông. Chúng ta cần phải biết yêu thương đồng loại như yêu bản thân. Thượng Đế nghe xong miễn cưỡng, nói, cậu không là gì cả. Thứ cậu tạo ra không có giá trị gì hết. Nhìn cậu ta như bị treo trên móc treo đồ vậy. Ha ha ha. Ông thậm chí mắng mỏ Chúa Giêsu trước mặt linh mục, thêm lại bị đánh một trận. Cô con gái bên này cũng tìm thấy môn đồ thứ năm. Người phụ nữ giàu có này, hôn nhân không được hạnh phúc. Chồng bà không yêu bà và bà cũng không yêu chồng. Trên đường gặp một đứa trẻ tới bắt chuyện, hỏi bà 200 bảng được không. Bà sợ hãi liền chạy đi. Cuộc sống xuề xòa, xa hoa khiến bà chán nản. Vật chất không thỏa mãn được khoảng trống trong tim bà. Từ khi bà biết chồng còn 39 năm nữa để sống, còn mình chỉ có 5 năm, bà đã muốn giải phóng bản thân. Bà lại lái xe Bentley tới đoạn đường đó. Cậu con trai đó lại hỏi bà 150 bảng không thể hạ thấp hơn nữa. Sau đó họ phát sinh chuyện không thể miêu tả nổi. Xong chuyện bà đưa cho cậu 5.000 bảng, nhưng chuyện này vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm. Vì vậy cô con gái Thượng Đế đưa bà tới vườn thú. Bà nhìn thẳng vào một con khỉ đột. Cô con gái dùng thần lực nghe được. Con tinh tinh nói rất thích bà ấy. Bà nói chưa từng thấy sinh vật nào đẹp như vậy, liền tìm ông chủ để mua con tinh tinh. Bà tốn nhiều tiền như vậy cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình. Bà cùng tinh tinh ở bên nhau vô cùng vui vẻ. Chồng về vô cùng ngạc nhiên. Con tinh tinh thấy tình địch đã tới,
liền nhảy khỏi giường, ông chồng bị dọa liền bỏ chạy. Cuối cùng thượng đế cũng tìm được con gái, bắt đầu điên cuồng đuổi theo cô. Cuối cùng chạy tới bên hồ, thượng đế uy hiếp con gái bắt cô về nhà ngay lập tức. Victor ngăn cản thượng đế. Lúc đó cô con gái đã học được cách đi trên mặt nước. Thượng đế muốn thử nhưng liền bị rơi xuống. Cô con gái đã tìm được môn đồ cuối cùng, là một cậu bé. Từ nhỏ cậu đã vô cùng lầm lì và còn mắc bệnh. Sau bao lần chữa trị vẫn không khỏi. Khi cậu biết mình còn một tuần để sống, cậu đã giải phóng bản thân. Cậu mặc đồ con gái tới trường, không để ý ánh mắt dị nghị, sống thật với chính mình. Cô con gái và cậu trở thành bạn thân. Trải qua một tuần vui vẻ, đến ngày cuối cùng, 6 môn đồ đều tập trung bên bờ biển để tiễn đưa cậu bé. Ở đây đã chật kín người. Những người sắp chết mặc đồ đen, người mặc đồ trắng là người tiễn biệt. Cậu bé nằm trên mặt cát ra đi yên bình. 5 môn đồ cầu nguyện cho cậu. Lúc này đột nhiên có một chiếc máy bay sắp bay tới. Mọi người trên bãi cát hoảng loạn. Lý thuyết không phải tất cả mọi người đều chết, nhưng lúc này kỳ tích xuất hiện. Máy bay đã trở nên bình thường. Tất cả tin báo ngày chết đều biến mất, vì cô con gái đã tập hợp được 6 môn đồ. Mẹ cô hồi phục ký ức, trong khi dọn dẹp vô tình khởi động lại máy tính, vì vậy xây dựng lại thế giới nhân loại. Bà còn chọn màu sắc không chung ưa thích. Lúc đó toàn thế giới trở nên đầy màu sắc, nhân loại trở nên hòa hợp với nhau. Dù toàn cầu trở nên ấm áp nhưng băng tuyết không hề bị tan chảy. Người mẹ còn biến trái đất thành không có lực hút, con người có thể tự do khám phá đáy biển. Bầu trời đầy màu sắc, giới tính đảo ngược, sau này nam giới là người mang thai. Đến cuối thượng đế tàn tạ tìm máy giặt thông giữa thiên đàng và thế giới con người. Đây chắc chắn là thượng đế đen đủ nhất kịch sử. Bộ phim kết thúc. Đây là bộ phim hài viễn tưởng năm 2005. Thật sự là phải động não, tình tiết vô cùng mới lạ. Vậy nếu bạn là thượng đế, bạn sẽ xây dựng thế giới con người như thế nào? Phim Tân Ước Hiện Đại The Brand New Testament. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tôi là Huy Mùi, người review phim độc quyền.